Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh của Bay Audio Sài Gòn. Ngày hôm nay Bay giới thiệu quý vị một cặp loa cũng rất là nổi tiếng đến từ thương hiệu Yamaha với model là NS690 ba la mã. Cái dòng NS690 này thì nó có 690 trơn, 690 hai la mã và nó lên 690 ba la mã như quý vị. Thì cái thùng loa của cái 690 ba la mã đây là thùng gỗ lạc, rất là nặng nha quý vị, nó nặng tới 27 kg trên một thùng. Một thùng như vậy là nặng 27 kg. Chiều cao là 63, chiều rộng 36 và chiều sâu là 29 nha quý vị. Đôi loa ngày hôm nay rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp, tem lưới còn đầy đủ hết nha. Nó sở hữu cho mình một loa bass với đường kính 30 cm. Bát hình nón quý vị, lòng rất là sâu và màu của cái loa hình loa bát này là màu huyết rồng nha quý vị, màu huyết, một bát, một mic và một trep. Quý vị nhìn bi quay mặt trước nè, đây cái màu màu gỗ này không phải là màu gỗ vàng tươi, nó dạng như là màu gỗ hơi sậm một tí nha quý vị. Giờ mình quay kỹ lại video cái lưới, quý vị xem cái lưới bị tháo ra rồi nè. Đây, lưới nè, tem nè quý vị. Lưới là lưới cái khung gỗ, sau đó bọc vải bên ngoài nha. Đây cái màu của loa bass ra cái màng này quý vị. Găng, găng này là găng mút nha. Đôi loa quý vị nhìn cái góc cạnh nè, rất là đẹp luôn. Công suất của dòng này dao động từ 40 tới 80 W trên một thùng, độ nhạy 90 và trở kháng là 8 ôm nha. Cái lon bít quý vị nhìn nè, cái lon bít này nó có một cái lớp lưới bảo vệ đây nữa. Và quý vị thấy hai cái râu không? Hai cái râu nè. Đó. Không móp méo vậy nha quý vị. Cái loa trép và trên cái viền của lon bít và loa trép là cái viền xoắn nha quý vị. À. Cái viền của lon bít cũng y chang như vậy nha. Nó xoắn lại nè. Này. Nặng 27 kg là khá là nặng với một cái dòng loa thùng như thế này. Lông này quý vị. Và bên đây là nó có hai cái núm chỉnh mic trép nè. Này chỉnh cái núm nó to nên là quý vị khỏi cần phải để cái tua bít chẹp vào, chỉnh rất là dễ luôn. Đây qua cái bát bên này quý vị xem ha. Mức giá đôi NS690 ba la mã ngày hôm nay mình bán mức giá là 9 triệu đồng nha quý vị, 9 triệu đồng. Đi qua trên lưng nè. Này. À, bây giờ mình quay phía sau nha, không có bể nở gì hết, thùng rất là liền lạc nha quý vị. Còn cái tem nhặt nha, còn tem chữ nhặt nữa. Đây, loa này là loa bên L, loa trái nha quý vị, nó có loa trái và loa phải, mình quay phía trước quý vị thấy rồi. Và trạm nhấn của nó là trạm gắn loa là trạm nhấn nha quý vị. Nhấn lên là cái trạm này là nó nhỏ nên chúng ta dùng trạm ở chim. Và số seri là số seri liền cùng số seri chứ. Trùng số seri luôn nha, chỉ khác chữ L và chữ R để phân biệt loa trái phải thôi. Thùng bên đây nè quý vị. Bên đây
đây là chữ R. Thì cái tem nhạc mình có hai cái chữ đỏ, có màu đỏ phía trên. Trong số seri nha. Những cái đời 690 ba la mã này thường mình về là trong tình trạng là trong số seri hết. Mức giá 9 triệu đồng. Và bát này là bát 3 tấc nha quý vị. Bát 3 tấc. Và chữ sau khi chuẩn bị tết nhà thì bây giới thiệu quý vị cái USB nè. Cái USB này mình bán 800.000. Đã chép nhạc sẵn vào đây rồi. Với dung lượng là 128GB. Thì nhạc trong đây nó chứa gần 2.000 bài nha quý vị. Các ca sĩ nổi tiếng hải ngoại như là Trí Linh, Thanh Tuyền, Hương Lan, Hoàng Anh, Khánh Ly, Trường Vũ, Tuấn Vũ đều có hết trong đây nha. Và nhạc là lossless chất lượng cao. Còn quý vị muốn mua cả nhạc tay nữa thì quý vị mua ổ cứng 1.000GB, 2 triệu đồng. Tùy quý vị thích nghe nhiều hay nghe ít nữa. Còn chất lượng nhạc thì như nhau nha. Bây giờ bi tiết nhạc nha quý vị. Và số điện thoại của mình là 0907 386 304. Quý vị thích cái sản phẩm nào thì quý vị alo cho Bi nha. Rất cảm ơn và xin mời tất cả quý vị cùng nghe một bản nhạc. Đó, quay sơ lại nè. Bi quay là rất là kỹ nên là ở ngoài nó cũng là như vậy nha quý vị. Tem lưới còn đầy đủ ấy nha, còn rất là đẹp. Your whole life long.
Sẽ có sáng, sẽ có sáng, sẽ có sáng, sáng.